học với Hoa Hoa. Ôi trời ơi, cơn gió siêu mạnh đã thổi bay mái nhà cho động vật bị lạc. Ôi, giám đốc voi đang kêu gọi những người có lòng tốt đến sửa lại mái nhà trước khi cơn bão đến. Thật tội nghiệp, chúng sẽ bị ướt mất. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ, hãy đi nào. Hả? Sao bác chưa bắt đầu sửa cái mái nhà? Những chú chó và mèo bị sợ bởi tiếng sấm vừa rồi. Và cháu sẽ đi kiểm tra khu vực xung quanh. Bác có thể đi kiểm tra mái nhà. Chúng ta hãy tìm xem những chú chó và mèo hoang đang ở đâu. Chúng ta đã tìm thấy hết rồi. Ôi, cảm ơn các em rất nhiều. Các em không sao chứ? À, hãy đếm xem có phải tất cả chúng đã trở lại không. 4 cộng 2. Không không không, đó là 2 cộng 4. Tất cả mọi người đều đúng. 4 cộng 2 và 2 cộng 4 tạo ra cùng một tổng. Wow. Thật sao? Chúng ta hãy xem liệu mình có tính ra được tổng không. 4 chú chó màu vàng cộng 2 chú chó màu đen tổng cộng là bao nhiêu? 6 chú chó. 2 chú chó màu đen cộng 4 chú chó màu vàng tổng cộng là bao nhiêu? Cũng là 6 luôn. Ơi, chị hiểu rồi. Cả hai đều là 6. Ôi, tất cả những chú chó đều ở đây. Thật tuyệt. Bây giờ, chúng ta hãy kiểm tra số lượng mèo. 3 con mèo màu đen cộng 4 con mèo màu trắng có bao nhiêu con mèo? Có 7 con mèo. Đúng. Quạc, quạc, quạc. Qua qua, để tớ đặt cho cậu một câu hỏi nhỏ. Trong các biểu thức toán dưới đây, biểu thức nào thể hiện số mèo đúng? Trong các biểu thức toán dưới đây, biểu thức nào thể hiện số mèo đúng? Bạn làm được rồi. Ôi, những bé dễ thương của chị, không có bé nào bị thiếu. Cảm ơn các em rất nhiều. Quạc, quạc, quạc. Ôi không, sắp mưa rồi. Chúng ta cần nhanh chóng sửa lại mái nhà. Chúng cháu có thể giúp đỡ. Tuyệt vời, hãy giúp bác lấy các vật liệu trước. Chúng ta cần 8 tấm ván và 8 cái đinh. Kiki, số tấm gỗ này đủ chưa? Những tấm ván này gói thành từng bó 5 tấm. Và con có 3 tấm ván riêng lẻ nữa. Hãy đếm nào. 5 cộng 3. Vậy tổng cộng là bao nhiêu? Đúng rồi. Có 8 tấm gỗ tổng cộng. Chúng đủ rồi. Bây giờ chúng ta hãy đếm số đinh. Có 6 chiếc đinh trong một cái hộp. Và 2 chiếc đinh thêm. 6 cộng 2. Vậy tổng cộng là bao nhiêu? Đúng rồi. Tổng cộng có 8 cái đinh. Yeah, có đúng số tấm ván và số đinh rồi. Tuyệt vời. Bác sẽ bắt đầu sửa lại mái nhà mới. Bây giờ chúng lại có thể sống ở đây một cách yên bình. Được thôi. Sắp mưa rồi. Vào trong, các bé dễ thương. Hả? Có chuyện gì vậy? Đó là một con mèo con bị lạc. Nó thường chạy để đi tìm chủ của nó. Mọi người đã treo biển thông báo, nhưng chẳng có ai đến để nhận nó. Chiếc vòng cổ xung quanh cổ nó trông giống như một huy chương kỷ niệm của cộng đồng ngôi sao. Chúng ta hãy đến cộng đồng ngôi sao và xem sao. Tuyệt vời, chị để lại việc này cho các
đã tìm xung quanh nhưng không thấy tòa nhà 7 cộng 2. Tớ hiểu rồi, hãy thử cộng các số lại với nhau. 7 cộng 2 bằng bao nhiêu? Đúng rồi. Chúng ta hãy đến tòa nhà 9 và xem sao. Đó là mèo con của ông. Cảm ơn các cháu vì đã đưa mèo con về. Không có gì. Mẹ, các cháu thật tốt bụng. Hãy cùng vẽ với Qua Qua. Nhật ký phiêu lưu của Qua Qua. Hôm nay chúng ta đã sửa mái nhà cho ai nhỉ? Đó là những chú chó và mèo hoang dễ thương. Giám đốc voi đã thấy 4 cộng 2 chú chó. Chị chuột thấy bao nhiêu con? 4 chú chó. Sau đó, chúng tớ tìm thấy một con mèo bị lạc và chúng tớ đã tìm thấy chủ của con mèo. Dựa theo số trên vòng cổ của nó, cậu có nhớ nó sống ở tòa nhà nào không? Tuyệt vời, con mèo sống ở tòa nhà 9. Cuối cùng, ông dê đã khen chúng tớ. Cuối cùng, hãy trang trí nó bằng các miếng dán. Đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi viết nhật ký cùng bạn. Bố ơi, chúng ta chơi bài Joker đi. Được chứ. Đầu tiên, chúng ta hãy chuẩn bị các lá bài số 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 và 9. Và một lá bài Joker. Chọn bài. Tớ lấy 4 lá bài. Bố lấy 5 lá bài. Bây giờ đến lúc chơi rồi. Con có ít lá bài hơn bố, vì vậy con sẽ lấy bài từ bố trước. Hãy giúp tớ lấy 1 lá bài. Bạn đã lấy lá bài số 2. Lá bài nào có thể kết hợp để tạo thành số 10? Hãy tìm nào. 8 cộng 2 bằng 10. Tớ có thể đánh bài rồi. Người đánh hết bài trước sẽ thắng. Đừng vui mừng quá sớm nhé. Nếu con rút phải lá bài Joker thì con sẽ không thể đánh lá bài đó đi được đâu. Tới lượt bố rồi. Hãy lấy thêm 1 lá bài từ bố nữa. Ôi không, tớ đã lấy lá bài Joker. Ha ha ha, lượt của bố đấy. Xin đừng là lá bài số. Phew, ôi may quá, bố đã lấy lá bài Joker từ tớ. Bạn nhỏ may mắn, hãy chọn 1 lá bài giúp tớ. Bạn đã lấy lá bài số 3. Lá bài nào có thể kết hợp để tạo thành số 10? Hãy tìm nào. 7 cộng 3 bằng 10. Tớ có thể đánh bài rồi. Quả quả không còn lá bài nào. Con thắng rồi. Các bạn nhỏ, các bạn cũng có thể chơi bài Joker với bố và mẹ ở nhà và xem ai sẽ thắng nhé.